Xin chào mọi người nhé, video này mình giới thiệu cho các bạn con dao của xưởng dao Takeda nhé. Một con dao Thái bản to. Này là hàng mới. Thì con này có chiều dài của lưỡi là 20,5 cm nhé. Chiều dài lưỡi là 20,5 cm. Bản rộng 11 cm. Nặng 359 g. Cán bát giác, khâu sống bát giác nhé. Và độ dày của nó là 3,3 mm nhé. Tất cả thông số thì mình vừa đo rồi và mình đã ghi lại ở đây rồi ạ. Thước đấy, mình trên video mình nói luôn cho nó nhanh, đỡ phải cho lên cân rồi để cho vào thước để đo. Thì là sử dụng thép siêu dày xanh nhé. Con dao này mình đã đặt xưởng 6 tháng rồi nhé, giờ mới có và nó cháy hàng. Lượng sản xuất ra thì không được nhiều bởi vì nó là dao rèn thủ công mà. Thì bạn nào mua hàng thì có thể inbox cho mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây ạ.